Hello, xin chào cả nhà. Em Quá Cần Thơ miền Tây, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Con này là điện 100V 60W ha, quay tối đa là được 3 phút thôi ha, nó sẽ ngừng ha. Con này hàng xuất Nhật ha, điện 100V nha, lưu ý giùm em nha. Đây, giờ em sẽ test thử cho quý khách xem ha. Nào, mình đè luôn, nó xây được trong vòng 3 phút, nó sẽ có chế độ bảo vệ nguồn điện, nó sẽ tắt ha. Rồi nó qua chút xíu mình sẽ bấm lại được bình thường ha. Rất là hay, nó bảo vệ nha. Hiện giờ có điện em không rút ra đúng không nè, bình thường. Nhưng mà em lắc cái này qua cái là không chạy nè, nó phá lại nè, quý khách thấy không? Tức là mở nắp ra quý khách đụng thoải mái, không có gì hết đó. Không có quay được nè. Nó không có quay được ha. Cho dù nhắn cỡ nào nhắn cũng không quay ha. Đưa vô. Đúng cái màu này với màu này ok ha, tương ứng nha, mình không quay được ha. Chứ không phải là hư ha. Đó, mình cứ háo ra vệ sinh, lau chùi bình thường ha. Bụi quá. Rồi, ok ha. Nó rất là đơn giản nè. Rồi. Lau chùi vệ sinh rất là dễ luôn, chẳng có gì gọi là khó. Quý khách lưu ý nha, ở đây quý khách thấy có cái ngàm không, đây nè, hai cái ngàm này ha, tương ứng là hai cái lỗ bên đây nè, nè ha. Đó ha, là tương ứng như nè ha, đó. Quay ngược, quay xuôi kia đồng hồ đó, nghe cái cạch, ok. Gắn vô. Rồi cái này á, thì quý khách gắn này để mình quay được. Để em quay ở hướng này cho quý khách xem ha. Đó, vậy. Vậy nè ha, đó, vậy nè. Cái ngàm này với ngàm này nó xa ra đó, mình quay lên nó mới vô ha. Xây thịt, xây cá, xây tôm, xây rau củ cũng được ha. Nguyên zin, cam kết là 100% nguyên zin, không sửa chữa gì trong đây hết nha. Phát hiện sửa chữa chấm hàng, chấm chì, thay dây là cho luôn cái máy luôn. Đó. Rồi quý khách cô chú anh chị em là có mua dùng xài biếu tặng thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger qua số điện thoại 0939 396 480. Xây hành, xây tiêu, xây tỏi, xây cá, xây rau, xây thịt gì cũng được ha. Em nghĩ là vậy. Rồi nhớ đăng ký YouTube với Zalo giùm em ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em ha. Em xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.